tại điểm thi trường Trung học phổ thông Đoàn Kết, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã đến thăm động viên thí sinh và hội đồng thi. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường Trung học phổ thông Đoàn Kết có 8 phòng thi chính thức với tổng số 190 thí sinh dự thi. Trong đó có 181 thí sinh lớp 12 và 9 thí sinh tự do. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và hiệu quả, điểm thi đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi. Lực lượng công an, y tế đã được triển khai theo đúng quy định. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi và việc ăn ở, đi lại cho cán bộ coi thi được bố trí trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo thuận tiện, an toàn. Trong buổi sáng ngày 26 tháng 6, điểm thi đã tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi. Buổi chiều, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế lịch thi. Thăm hỏi động viên cán bộ làm công tác coi thi, đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị điểm thi tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất. Các lực lượng chức năng cần làm tốt công tác phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo các điều kiện về điện lực, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh dự thi, cũng như lực lượng làm thi. Với thời tiết diễn biến khó lường, đồng chí đề nghị điểm thi chủ động xây dựng phương án dự phòng khi mưa bão xảy ra, không để ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.